Đồ ít có giờ. Cái gì đâu. Bò mì ơi, giờ chưa, chốt nhanh, chốt nhanh. Bò mì ơi, giờ chưa. Nhỏ to rồi. Giờ nó to. Nhỏ chứ nó bị to. Giờ nó to gì? Con mua giờ lưới à, giờ mà mấy đứa bụi mà gạnh à. Lúc mua cái giòn thì bò kia lưới gì đó. Đó mà. Công ty mua đó. Công ty mua đó. Ui, gần này cho lửa ấy rồi tới gần chọn gần xuống khánh nhất quá. Gần á. Không luôn rồi. Nói chuyện món này đó. Người bắt đồng son mà ra còn lấy nhiều mà bỏ đi nhiều. Bỏ đi hết thì còn những người mà công lẻ là những người đó họ đang lấy tiền. Gì? Mua cò mấy chị ấy. Bị vai mượn về đầu tư rồi chị. Còn 6 con này cũng tầm 3 kg rồi thầy. Chưa tới cũng này. Đây cái tóm. Thấy. Chứ bò nhiều. Bò ký tự cạo hay cái tóm như thế nữa. Có hồi nãy tao bị chất nửa ký. Tao bỏ ra cũng được thấy tốt. Ừ, cái gì ờ thấy tốt. Ờ. Mẹ con đâu thông minh mà tin như sưởng ngu ngu. Mình ha mũi này hồi thiếu tiền mà tới trọ mà không nhớ rồi đây. Thà thiếu à. Còn 2,8 kg. Giờ nó bó được nửa ký mày. Nó bó qua nửa ký mày. Nó bị vãi chứ. Mua mỡ nhỏ mà mất đánh chứ. Còn cái he. Cả he lọn cái này ký tư. Cái he vừa nãy nửa ký là ký bãi. Quyên là ờ ký bãi đó. Ủa là ốc bữa 4-50 kg. Bữa thì mới cho làng này ký ốc. Ký ốc thì bị ký không lấy mùa. Ốc lừa nhiều quá. Cô mua hắn điện hắn ngay vàng hắn kêu châu bo. Bó thì mới xin cho con không. Ok. Còn ký tóm có gì à? Ký ốc. Ký he có giò. Vậy là hết. Đây là chân vịt này. Tươi như đây là ký he tram. Khô là ký 900. Triều mà lấy rẻ 900. Ngon chưa? Mùi với rồi lìa bó với trừ đẹp chưa bó ly cát này cũng ly đẹp này thầy lon mua đen nhắm nhỏ đó hả nú hầu bình thường cắn chay lại bình thường em còn 4 kg đó nó bừa nó bừa bay tăng họ ráng vô hay Màu vàng do thì đúng chứ phải. Bộ cũng cần chứ. Trong vịt này, cái này là chưa làm sạch này. Đó, từ bẻ đó san hô này, san hô không này. Chưa? Đây là làng rút chứ tới san hô hoặc làng này. Ăn này lẫn mất hơn mà ăn yến nữa. Yến mà ra đủ toàn chi chi vô không? Đúng không? Yến mà ra vỏ không chứ đồ này là không có vỏ này. Đó, thấy không? Đúng rồi, dung đụng vô rồi đi về cho con. San hô này, san hô mà cầu này. Đó, cũng thịt ngọn gì nấu được. Vô đó cứ bấm mà bấm rồi cho sạch này. Đây là chưa vô xí gừng nữa. Thơm thơm này. Hán như sơ sơ mà cái này nó là tốt ngon hơn sơ sơ. Ừ. Nấu gì sơ sơ đó ờ. Ừ. Em mà kiếp rồi á là ăn này. Kiếp mấy năm mà mua không ra nó, chịu con cá chứ mấy năm. Đấy. Đây là đoan lòm này, đó san hô cũng còn dính vậy chưa? Thấy chưa? Còn đây là sạch rồi này. Hớt cái bụm nhỏ nó gì ấy nấu ra luôn. Bỏ đường cái rang. Nấu nhẹ không có bỏ đường vô. Ừ, trúng rồi đó. Anh thử nấu, anh thử giết nữa. Nấu rồi ăn học cho ngon dễ chịu. Ừ, mốt. Nấu rồi là tôi mới đem lên cái gì vào tôi nấu này. Đây là thiên nhiên này, mọc từ đá san hô này. Đây là lùa, đây là lùa đang bấm này đó, đang bấm chân đó này. Đang bấm con nhỏ nữa, người ta bón công ít ra đây gì đó. San hô đó này. Này san hô không này giờ đó. Để rửa đây rồi có còn cái một cái giấy đi. Bấm để cho sạch này. Rửa đây rửa sạch. Còn đây là bấm sạch rồi này. À, rửa ngâm sao nó rửa này. 6 kg tươi này là phao được một cái khô này. Xíu đường thau bỏ xíu đường phèn không? Về đâu? Giờ ốc này. Hương ốc này, chốt này ốc còn có tí này. Cua đó đỏ này, còn ít nữa, thấy. Trời sáng lớn rồi. Chuẩn bị tới mùa mứt rồi. Mua nè. Mua cái đồ, kia cái đồ. Thôi, tét lai này, em xóa nồi đủ bụng quá.